Hello, xin chào tất cả anh em chào mừng anh em đến với channel youtube của mình hạnh nhá sau hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với tịch win với mức vốn hôm nay mình mang vào là một mét anh em nhá rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào với công thức ba cửa anh em ạ ok chưa bây giờ mình sẽ tham khảo với những cửa đầu tiên anh em này đó thì gần nhất ở đây anh em ạ ta về sáu và bốn rồi Đấy à, ok chưa về sáu và bốn anh em ạ rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt nhịp với cửa đầu tiên nhá. Đấy, chắc chắn là mình sẽ tham khảo lại anh em ạ. Chắc chắn là như vậy. Ok nhá. Về gì đây cho mình? 60. Ok anh em ạ, như vậy là hai cửa đã đổi về 5. Đấy, sau khi đã về 4 và 6, bây giờ đổi về 5 anh em nhé. Và đặc biệt ở đây và 3 4 5 và 6 là về à, khá gần anh em nhé. đổi khá gần luôn. Đặc biệt 1 với 2 thì cũng hơi sai anh em ạ cho nên mình sẽ tham khảo với ba uh, cửa đầu tiên là 456 nha Ok chưa riêng 11 mình sẽ lót 50 rồi anh em nhá Ok nha ạ. như vậy đã quay về 4 là ok rồi không ai giải đoạn của mình luôn ấy mình đã đi cửa giới uh, 4, 5, 456 thành công anh em nhá lót 11 cũng thành công luôn Đấy, với uh, cửa đầu tiên mình đã thành công lên được một luôn anh em ạ Ok chưa và tất nhiên anh, anh em nhá thì bây giờ mình sẽ uh, tham khảo với cửa tiếp theo đây anh em này, rồi về gì cho mình đây, về 110, ok anh em ạ, như vậy là về 4 tiếp anh em nhá mình đã lót 11 thành công, 200 anh em ạ, ok chưa Cái cửa này mình đã dám chắc được anh em nhá là về, cho mình là cửa 246 rồi, nhưng mà 1 với 2 anh em ạ, khá xa, đấy mình chỉ định hướng được cửa 4 và 6 anh em nhá Như vậy mình đã lót 11 thành công, ok chưa và bây giờ anh em này đá về bổ rồi thì giờ này mình sẽ bắt nhịp lên thêm hai anh em ạ hai bốn sáu cửa này anh em nhá tham khảo nhẹ với năm này ok anh em ạ đá về cho mình cửa hai ok chưa đôi bốn và về hai nếu như anh em nhá về đôi bốn và hai rồi thì uh, chắc chắn là mình sẽ uh, chuyển hai sang ba cửa này anh em này và sáu mình sẽ chuyển sang năm chắc chắn là dễ đổi lắm anh em ạ dễ đổi lắm anh em nhá và ok 4 này 4 và Đấy, 4 nữa anh em nhá mình sẽ lót 1, một, một thêm uh, 50 nữa này như vậy đã về cho mình cửa 4 rồi Đấy, thành công cho mình à uh, à uh, về 4 đã thành 11 rồi 1 anh em nhá Ok chưa Vậy là mình đã thành công lên được à ai năm cửa liên tục rồi anh em ạ Đấy, mình đã lên được à uh, uh, trên hai mẹ rồi ok chưa và tất nhiên anh em nhắc cửa này mình sẽ tham khảo lại với hai này à, 4 và 5 nhá à, ăn non nhẹ thôi 70 như vậy đã tiếp tục về hai rồi à, không ai dự đoán của mình anh em nha thành công về cửa 2 70 ok chưa đây về tới 5 cửa liên tục với 246 rồi đặc biệt là về đôi hai gần nhất anh em nhá và tất nhiên mình sẽ vẫn 246 tiếp anh em ạ à, lần này mình sẽ đi căng lên với mỗi cửa như vậy là 100k nhá à, xem có thành công cho mình về 246 không như vậy đã về bốn tiếp anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tham khảo lại một chút xíu anh em này. 2 và 4 anh em ạ. 2 và 4 rồi ok chưa? 2 và 4 thôi anh em nhá. Đấy, nằm với uh, khá xa với một uh, 1 anh em ạ. 3. Đấy và 5 và 6 luôn anh em ạ. Cho nên, nên uh, mình sẽ tham khảo với 24 uh, 2 4 thì mình sẽ vẫn đi vào bình thường anh em này. Đấy, thêm 5 nhá. Rồi anh em ạ, mình thêm 5 là sai rồi. Nếu như mà mình à đi với 2 3, 2 3 4 thì là tuyệt vời rồi anh em ạ. Ối không sao anh em nhá, với một cửa đầu tiên à, mình đã lót không thành công. Thì à về 3 rồi, chứ đó là mình à lót 5 anh em ạ. Đó và 2 3 5. Rồi, ok anh em, bây giờ mình sẽ à tiếp tục lại với 156 à, 5 6 thôi. Ok chưa? Đấy 200 này. Rồi lại quay về bổ anh em ạ. Đấy, mình đã có à, sự à, nhầm lẫn ở đây rồi ok chưa Đấy, hai cửa liên tục không thành công là có à, hơi sai sai rồi anh em ạ rồi không sao anh em nhá mình sẽ quay lại với 246 thôi như vậy à, mỗi cửa như vậy mình sẽ đi vào với 400 ok chưa lót 11 luôn 200 anh em này chắc chắn về hai hoặc cho mình thôi ok anh em ạ về 2 ấy sau khi mà đã hai cửa không thành công anh em nhá mình đã quy tâm à, à, đi gặp hiệp với 246 và đã về 2 cho mình. À, ok giờ 4 cửa luôn anh em ạ. Mình à, mình mới đi 246 chắc chắn là mình sẽ lót 11 rồi. À, Đấy, 2-7 lại rồi nhá. Thì à, hiện tại anh em nhá, mình đã thành công lên được 2-7 rồi. Với bức vốn 1 mét thì tất nhiên như thế này là quá thành công rồi anh em ạ. Nhưng mình sẽ tham khảo thêm một cửa nữa anh em nhá. Ok chưa? Tiếp tục về đôi 2. Đấy. Đặc biệt hôm nay à, mình thấy là chỉ có à, 24 anh em ạ, 2 và 4 thôi về khá độ nhau anh em ạ. Tất nhiên trường hợp này thì mình cũng gặp phải nhiều rồi chứ không phải là không có anh em nhá. Đây. Thì mình sẽ bắt nhịp với a ba cửa 2 3 và 4 anh em nhá. Mở cửa như vậy là mình sẽ đi với 600 này. Ok chưa? Rồi, tuyệt vời anh em ạ. Về 6 rồi. Đấy, như vậy là quá ngon rồi anh em nhá. Lên mét m Thì hôm nay thành công từ 1m anh em ạ. Đấy lên 4 mét bốn nhá ok chưa anh em đó thì vẫn là công thức ba cửa anh em nha và mình đã thành công những ngày qua tháng qua anh em ạ rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video rồi anh em nhá ok chưa chào anh em